Cô chào các em, giới thiệu với các em học sinh. Cô tên Ngô Thị Ngọc Trinh, giáo viên trường tiểu học Thuận Kiều, quận 12. Rất vui cùng đồng hành với các em trong môn học tiếng Việt 1, lớp 1, bộ sách Trên trời sáng tạo. Trước khi vào bài mới, cô mời các em đứng lên, khởi động bài tập thể dục buổi sáng này nhé. Trên màn hình, cô có bốn bức tranh rất đẹp. Cô trò chúng mình cùng lật tranh đọc bài nhé. Cô lật tranh hoa sâm bụt. Mời các em đọc. Con gà. Cô lật tranh hoa sen. Cây bòn bon nhà bé sai trĩu quả. Tiếng nào có mang vần on? À, giỏi lắm. Bòn bon. Cô lật tranh hoa mặt trời. Số 4. Tranh cuối cùng.
bạn voi nào? Hơn. Các em đọc rất tốt. Cô có lời khen ngợi cả lớp mình. Cảm ơn các bạn. Chúng mình được bay lên bầu trời. Thích quá, thích quá. Tiết học đến đây đã kết thúc. Các em cần nghỉ ngơi 5 phút, chuẩn bị sang tiết học thứ hai nhé. Cô chào tạm biệt các em.